Ôi con luôn ca hát trong Chúa Thánh Linh, con hát như vua David xưa. Tràn niềm vui con luôn ca hát trong Chúa Thánh Linh, con hát như vua David xưa. Con lên tiếng chúc tụng, con hát vang muôn lời, cùng Thánh Vương dâng lời ca hát. Con lên tiếng chúc tụng, con hát vang muôn lời, cùng Thánh Vương dâng lời hát ca. Chẳng niềm vui con luôn ca múa trong Chúa con dâng ca khúc lòng Chúa uy linh, dâng Chúa muôn muôn lời tán dương. Tràn niềm vui con dâng ca khúc lòng Chúa uy linh, dâng Chúa muôn muôn lời tán dương. Dâng lên Chúa thiên đình lời tán dương cảm tạ, cùng hát lên muôn lời yêu mến. Dâng lên Chúa thiên đình lời tán dương cảm tạ, cùng hát lên muôn lời mến yêu. Dâng lên Chúa thiên đình lời tán dương cảm tạ, cùng hát lên muôn lời yêu mến. Dâng lên Chúa thiên đình lời tán dương cảm tạ, cùng hát lên muôn lời mến yêu. Dâng lên Chúa thiên đình lời tán dương cảm tạ, cùng hát lên muôn lời yêu mến. Dâng lên Chúa thiên đình lời tán dương cảm tạ, cùng hát lên muôn lời mến yêu. Trở về bên Chúa, niềm vui tràn tâm hồn. Trở về bên Chúa, nhân từ đầy yêu thương. Từ đây con nguyện ước hết lòng thờ kính Cha, vì tha nhân, vì quê hương, ngàn yêu thương dâng hiến. Cha ơi, những tháng năm lầm lỗi, những đắng cay lẻ loi, từ đây thôi hết rồi. Xin dâng những tháng năm đời con, những phút giây tương lai, tình con dâng hiến Ngài. Trở về bên Chúa, niềm vui tràn tâm hồn. Trở về bên Chúa, nhân từ đầy yêu thương. Từ đây con nguyện ước hết lòng thờ kính Cha, vì tha nhân, vì quê hương, ngàn yêu thương dâng hiến. Cha ơi, bóng tôi không còn nữa, chính Chúa xưa đã hứa chuộc con trong máu Ngài. Xin dâng Cha khúc ca tạ ơn, với hết tình tri ân, đời con
luôn có ngày trở về bên Chúa, niềm vui tràn tâm hồn. Trở về bên Chúa, nhân từ đầy yêu thương. Từ đây con nguyện ước hết lòng thờ kính Cha, vì tha nhân, vì quê hương, ngàn yêu thương dâng hiến Ngài. Chất ngất bao tình mến, Chúa vẫn luôn ngày đêm, dù thương không bến bờ. Xin dâng Cha tấm lòng thờ kính, khúc hát ca tôn vinh, tình con dâng hiến Ngài. Trở về bên Chúa, niềm vui tràn tâm hồn. Trở về bên Chúa, nhân từ đầy yêu thương. Từ đây con nguyện ước hết lòng thờ kính Cha, vì tha nhân, vì quê hương, ngàn yêu thương dâng hiến. Chân buồn đường dài, nay ngài tiến đến.
Xin kính chào quý ông bà, anh chị em. Mời anh chị em lắng nghe lời Chúa thứ 6 tuần 31 mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Một nhà phú hộ kia có một người quản gia, người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông. Ông mới gọi anh ta đến mà bảo: Tôi nghe người ta nói gì về anh đó. Công việc quản lý của anh tính sổ đi, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa. Người quản gia liền nghĩ bụng, mình sẽ làm gì đây, vì ông chủ đã cắt chức quản gia của mình rồi. Quốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Mình biết phải làm gì rồi. Và để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ. Anh ta liền cho gọi từng con nợ của chủ đến và hỏi người thứ nhất: Bác nợ chủ tôi bao nhiêu vậy? Người ấy đáp: 100 thùng dầu ô liu. Anh ta bảo: Bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống mau, viết 50 thôi. Rồi anh ta hỏi người khác: Còn bác nợ bao nhiêu vậy? Người ấy đáp: 1000 giả lúa. Anh ta bảo: Bác cầm lấy biên lai của bác đây, viết lại 800 thôi. Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo. Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng thuật lại cho chúng ta thấy rằng trên đường lên Jerusalem, Chúa Giêsu đã giáo huấn cho nhiều hàng người khác nhau. Khi thì người nói với người biệt phái, khi thì nói với dân chúng. Cách riêng tin mừng Thánh Luca trong ngày thứ 6 tuần 31 thường niên hôm nay, Chúa Giêsu nói với các môn đệ. Người muốn giáo huấn đặc biệt cho các ông biết rõ về vai trò và trách nhiệm của họ như người quản gia của Thiên Chúa. Tin mừng Thánh Luca thuật lại, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Một ông chủ trao quyền hành rộng rãi cho một người quản gia mà ông tín nhiệm. Sau đó, người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí tài sản của ông. Anh quản gia này có lòng tham vô đáy. Giả như anh ta biết trung thành với chủ, chắc chắn gia đình anh sẽ hạnh phúc bên ông chủ. Thế nhưng anh không muốn ăn dần như thế, mà lại muốn ăn cả một lúc và rồi đi đến chỗ nguy cơ phá sản gia tài của ông chủ. Mặc dù sau khi phung phí tài sản, ông chủ không đem anh ta bán như một tên nô lệ hay cho vào tù theo luật định, mà ông chủ chỉ đuổi anh ta ra khỏi nhà. Có thể đây là dịp để anh ta hồi tâm suy nghĩ về lòng tốt của ông chủ. Nhưng anh không ngờ rằng, anh không qua mắt được ông chủ, mọi việc anh làm đã bị lộ ra. Ông chủ nói: Tôi nghe người ta nói gì về anh đó. Công việc quản lý của anh tính sổ của anh đi, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa. Người quản gia bất lương thế, thế giới của anh bỗng chốc sụp đổ. Anh mất địa vị và danh vọng. Đời sống hiện tại về vật chất cũng như tinh thần đang lâm nguy. Nhưng chủ còn để cho anh một ít lâu để anh tính sổ. Anh tự nhủ và nhận thấy phải hành động mau chóng và liều lĩnh để bảo đảm nuôi thân sau này. Và anh đã kêu các con nợ của chủ đến và giảm số nợ cho họ. Như thế, anh có thể bảo đảm đời sống sau khi mất chức quản gia. Những con nợ sẽ đón tiếp anh cách chu đáo. Đức Giêsu khen tên quản gia trộm cắp này vì đã hành động khôn khéo, biết lo cho đời sống của mình. Có phải Chúa Giêsu
khen cách làm bất lương của tên quản gia kia không? Thưa chắc chắn là không phải thế. Qua dụ ngôn này, Chúa Giêsu muốn nói với các môn đệ và mọi người chúng ta rằng phải biết dành thời gian, cơ hội hiện tại mà lo xa cho tương lai của linh hồn chúng ta. Như người quản gia bất lương biết lo cho tương lai của anh ta. Chúa không dạy chúng ta học thói tham lam, biến lận của anh ta, nhưng hãy học sự khôn ngoan, biết phòng xa như người quản gia ấy. Cũng thế, người môn đệ của Chúa Giêsu cần biết khôn khéo sử dụng ân huệ của Thiên Chúa, như lời Thánh Phêrô dạy: ơn riêng Thiên Chúa đã ban, mỗi người trong anh em phải dùng mà phục vụ kẻ khác. Như vậy, anh em mới là những người khéo quản lý ân huệ thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa. Chúng ta là con cái của sự sáng, là con cái của ban ngày, là những người tin vào Đức Giêsu. Chúng ta được mời gọi biết sống khôn ngoan để bảo đảm được hưởng ơn cứu độ Chúa Giêsu hứa ban cho mọi người chúng ta. Amen. Con tôn vinh lòng
thương xót Chúa, con ca khen lòng thương xót Chúa. Tình thập giá trong cuộc khổ đau là nguồn suối tuôn ban hồng ân, dẫu rằng tội lỗi tràn lan. Con tin yêu cậy trong phó thác, con kêu vang lòng thương xót Chúa. Chịu chết thay cho chân gian, chuộc tội cứu con khỏi trầm luân. Xin Ngài xót thương con, xin Ngài đoái thương. Ngài chịu chết thay cho chân gian, chuộc tội cứu con khỏi trầm luân. Xin Ngài xót thương con. Lời nguyện xin tha thiết thánh tâm.
năm Giêsu làm vua đất Việt muôn đời. Giêsu, chúng con tới đây sắp mình uy quyền, năm tháng che chở hội thánh. Đoàn con công giáo luôn vui sống đời ban xuống cho Việt Nam thánh bình. Thánh tâm Giêsu từ bi vô ngần, không bao giờ chê chối lời ai nài van. Giờ này đoàn con dâng lên lời nguyện xin tha thiết. Thánh tâm Giêsu làm vua đất Việt muôn bắc chung lòng sùng kính. Đoàn con chung tiếng hoan ca dâng lời tôn vinh. Chúa ơi, hãy ban xuống cho Việt Nam thanh bình. Thánh tâm Giêsu từ bi vô ngần, không bao giờ chê chối lời ai nài. Giêsu làm vua đất Việt muôn đời. Thánh tâm Giêsu từ bi vô ngần, không bao giờ chê chối lời ai nài van. Giờ này đoàn con dâng lên lời nguyện xin tha thiết. Thánh tâm Giêsu làm vua đất Việt. Lòng con đang cháy bao vui mừng,
đến với Chúa thần linh làm con tươi mới. Lửa thiên cháy lên, tình yêu Cha đến đem bao niềm vui. Lửa lên luôn cháy mãi trong lòng con. Cháy lên làm đôi mới tâm con này ơi. Vì tình yêu Giê-xu cháy lên lửa thiên, hiệp nhau cứu vớt bao tội nhân. Lửa lên luôn cháy mãi trong lòng con. Lửa lên luôn cháy mãi trong lòng chưa.